quý vị, theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở trong thời gian gần đây, tổng tỷ suất sinh, tức số con trung bình một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của thành phố Hồ Chí Minh là 1,39 con. Con số này ở mức rất thấp so với mức sinh thay thế của cả nước là 2,09 con. Gần đây, dự thảo luật dân số đề xuất thưởng tiền cho người sinh con thứ hai. Cụ thể, tại khoản 2 điều 9, dự thảo quy định nhà nước hỗ trợ một lần bằng tiền ít nhất tương đương một lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ nhất, ít nhất tương đương hai lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ hai. Như vậy, nếu áp dụng mức lương tối thiểu hiện tại, nếu một phụ nữ tại các tỉnh có mức sinh thấp có thể được thưởng đến 8,84 triệu đồng nếu sinh đủ hai con. Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến tìm giải pháp tăng mức sinh bằng việc hỗ trợ mua nhà ở xã hội, hỗ trợ viện phí, miễn giảm học phí cho các cặp vợ chồng ở lần sinh con thứ hai. Để tìm hiểu rõ hơn về dự luật này, cũng như tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ sinh ở các địa phương có tổng tỷ suất sinh thấp, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội. Thưa tiến sĩ, lý do gì khiến tỷ suất sinh ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hiện nay luôn ở mức rất thấp so với mức sinh thay thế của cả nước vậy ạ? Vâng, thực ra cái mức sinh thấp ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó cũng xảy ra trong vài năm trở lại đây. Tôi nhớ là bắt đầu từ cái cuộc tổng điều tra dân số năm 2009 thì lúc đó mức sinh ở thành phố Hồ Chí Minh đã được loại là thấp nhất trong cả nước. Và cho đến năm 2019, khi mà chúng ta lại có một cái cuộc tổng điều tra dân số nữa thì cái mức sinh ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó chỉ dao động xung quanh là 1,3. Như vậy là nó thấp hơn cái mức sinh thay thế một cách rất là đáng kể. Có thể có khá nhiều lý do để mà giải thích tại sao cái mức sinh ở thành phố Hồ Chí Minh nó lại thấp như vậy. Thành phố Hồ Chí Minh là một cái đô thị lớn nhất của cả nước, nơi mà có rất nhiều người từ rất nhiều các địa phương khác nhau đến đấy để làm ăn sinh sống, là một cái đô thị phát triển nhất trong cả nước, nơi mà cái lối sống hiện đại thì nó cũng khá là phổ biến. Cuộc sống ở đó thì có thể nói là khá là căng thẳng. Người dân thành phố Hồ Chí Minh, cả phụ nữ và nam giới đều bị cuốn vào một cái vòng xoáy có thể nói là rất là mạnh mẽ của cái đời sống công nghiệp của một cái đô thị lớn. Mức sinh hoạt thì khá là đắt đỏ. Đấy là một số những cái lý do khiến cho cái mức sinh ở thành phố Hồ Chí Minh nó thấp hơn ở những nơi khác. Trước đây thì ông bà ta có cái câu là chờ sinh voi chờ sinh cỏ, nhưng mà ngày nay thì các cặp vợ chồng thì họ đã cân nhắc rất là kỹ trước khi mà đưa ra cái quyết định sinh con. Nuôi một đứa con bây giờ khó khăn hơn trước đây rất là nhiều. Cái chi phí để nuôi một đứa trẻ từ lúc lọt lòng mẹ cho đến khi đi học, đến khi trưởng thành, trở thành người lớn có thể sống cuộc sống tự lập ở một cái thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh thì có thể nói là cái chi phí đấy rất là lớn. Đấy là cũng là một trong những cái lý do rất là căn bản tại sao các cặp vợ chồng lại cân nhắc là có quyết định sinh em bé hay không. Cái vấn đề thứ hai nữa là bên cạnh cái việc là chi phí đắt đỏ thì cái cuộc sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh nó cũng không dễ dàng. Hiện nay ở trên thế giới thì có nhiều người ta rất là ngại sinh con là vì người ta không muốn đưa một đứa trẻ bước vào một cái thế giới mà nó có quá nhiều vấn đề, chẳng hạn như là ô nhiễm này, thế rồi là cái cuộc sống nó căng thẳng, công ăn việc làm thì khó khăn. Đấy là lý do mà nhiều cặp vợ chồng ở trên thế giới, kể cả ở những nước phát triển, người ta cũng ngại sinh con. Lý do thứ ba nữa là cái sự thay đổi trong cái quan niệm của người dân và đặc biệt là của phụ nữ về cái giá trị của hôn nhân cũng như là giá trị của đứa con. Rất nhiều người thì cho rằng là không nhất thiết mình phải kết hôn. Cái xu hướng mà không kết hôn hoặc là kết hôn muộn nó bắt đầu là khá là phổ biến ở một số các nước phát triển, kể cả ở những cái nước châu Á, chẳng hạn như là ở Nhật Bản, Hồng Kông,
Thế rồi là ngay kể cả ở Trung Quốc, Hàn Quốc cũng vậy. Hàn Quốc thì cái mức sinh lại còn thấp hơn ở Việt Nam rất nhiều. Mức sinh ở Hàn Quốc hiện nay chỉ là dao động ở một, tức là một con. Còn ở Nhật Bản là 1,3. Thì thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có cái mức sinh tương tự như ở Nhật Bản, nhưng mà vẫn còn cao hơn Hàn Quốc. Vâng, người Hàn Quốc thì bây giờ đang rất là lo ngại về cái mức sinh nó quá thấp như vậy. Thì cái xu hướng mà kết hôn muộn này, không kết hôn này, hoặc là kết hôn nhưng mà không sinh con thì cũng cũng người ta đã bắt đầu thấy nổi lên ở khá là nhiều nước, và ngay kể cả ở những nước ở châu Á như là tôi vừa nói, và thành phố Hồ Chí Minh có lẽ là không ngoại lệ. Cho dù là cái tỷ lệ người mà không muốn sinh con hoặc là không muốn kết hôn thì ở Việt Nam thì nó có thể là chưa nhiều như ở một số các nước khác, nhưng mà cái xu hướng đấy nó cũng bắt đầu manh nha. Cái nguyên nhân thứ tư mà tôi nghĩ là cũng khá là quan trọng, đấy chính là cái vấn đề bất bình đẳng giới. Sinh con thì cái gánh nặng chăm sóc thường là dồn lên vai người phụ nữ, nhất là ở trong những cái đất nước như là Việt Nam. Khi mà nam giới thì cũng rất là ít chia sẻ cái công việc gia đình, ít chia sẻ cái công việc chăm sóc con cái. Mà người phụ nữ hiện đại ngày nay thì họ rất ít người là chấp nhận ở nhà để mà nuôi con, từ bỏ cái sự nghiệp của mình. Vì thực tế là nếu mà một gia đình mà chỉ có một người đi làm thôi thì cái thu nhập nó cũng không đủ cho gia đình, cho nên là bắt buộc thường là các gia đình ở Việt Nam hiện nay là cả hai vợ chồng đều đi làm. Mà nếu hai vợ chồng cùng đi làm mà chỉ có người phụ nữ phải lại còn phải đảm nhiệm thêm cái trách nhiệm chăm sóc con cái thì quả là cái gánh nặng nó nhân đôi. Đấy là một lý do khiến cho rất nhiều người phụ nữ rất là ngại sinh đẻ. Chừng nào mà nam giới mà không chia sẻ cái trách nhiệm chăm sóc con cái và những công việc gia đình thì tôi nghĩ rằng là mức sinh vẫn còn khó có thể được cải thiện. Một cái nguyên nhân tiếp nữa đấy chính là cái chính sách xã hội. Những cái chính sách xã hội của chúng ta hiện nay thì nó chưa khuyến khích người dân sinh con. À, ví dụ tôi nói ví dụ như là những cái dịch vụ xã hội như là chăm sóc trẻ em, chăm sóc giáo dục mầm non, hiện nay là rất là nhiều nhiều nơi là còn đang thiếu cái dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ để cho người mẹ có thể đi làm. Những cái trường mầm non hiện nay là còn rất là thiếu, đặc biệt là trường công. Cái tình trạng mà các bà mẹ đến khi hết cái tuổi, hết hết cái thời gian nghỉ nghỉ sinh con ấy, phải đi làm thì rất là lo lắng về cái chuyện là gửi con ở đâu để có thể đảm bảo có thể yên tâm đi làm. Ở các thành phố, các khu công nghiệp thì chúng ta đều thấy cái tình trạng là rất là khó khăn trong cái việc chăm sóc trẻ nhỏ. Đấy, cái chính sách xã hội của chúng ta thì tôi nghĩ rằng là vẫn còn rất là nhiều khoảng trống để mà có thể khuyến khích người phụ nữ và các cặp vợ chồng muốn sinh con. Rồi cái câu chuyện là đi học sau này, kể cả sau khi mà học xong mầm non rồi đến khi học tiểu học, cái chuyện đưa con đi học, đưa đón con đi học, rồi tìm trường cho con học cũng là một cái vấn đề rất là nan giải của nhiều gia đình. Cái còn ngoài ra thì những cái dịch vụ như là y tế rồi là các cái dịch vụ xã hội khác thì nó cũng không thuận lợi cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ. Đấy là cái lý do mà một trong những cái lý do nữa mà khiến cho các cặp vợ chồng rất là cân nhắc trong việc sinh con, và đặc biệt là phụ nữ, những người phụ nữ hiện đại bây giờ thì người ta cũng muốn theo đuổi cái nghề nghiệp của mình để có một cái chỗ đứng ở trong xã hội, có thể có một cái cuộc sống độc lập. Nhưng nếu mà họ lại phải đảm nhiệm thêm cái trách nhiệm là chăm sóc con cái thì cái họ sẽ bỏ lỡ đi mất rất nhiều những cái cơ hội trong cuộc đời. Đấy là lý do khiến cho một số phụ nữ ngại sinh con. Chừng nào mà xã hội không giải quyết được cái bài toán đấy thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện về mức sinh thấp nó vẫn còn là vấn đề. Một cái lý do tiếp nữa mà nhiều khi người ta cũng hay nhắc đến đấy chính là cái thay đổi trong cái lối sống, trong cái quan niệm của rất là nhiều người hiện nay, rằng họ muốn sống một cái cuộc sống tự do, một cái cuộc sống mà để cho họ có thể khám phá hết cái khả năng của mình, được đi du lịch, được khám phá thế giới, được trải nghiệm, thay vì là phải ngồi ở nhà chăm sóc con cái. Một cái bộ phận của người người trẻ ngày hôm nay thì họ có một cái tư tưởng như vậy.
Và cái quan niệm đó thì tôi nghĩ nó không phải là phổ biến, nhưng mà nó cũng là một cái xu hướng ở trong cái xã hội hiện đại. Cái chừng đấy những cái lý do nó tổng hợp lại và nó dẫn đến một cái mức sinh thấp. Và thành phố Hồ Chí Minh hay là một số các cái tỉnh thành ở Việt Nam thì cũng không phải là ngoại lệ ra ngoài những cái xu hướng như vậy của xã hội. Thưa bà, vậy mức sinh thấp sẽ dẫn đến những hệ lụy như thế nào ạ? Vâng, mức sinh thấp thì nó có thể dẫn đến rất nhiều những cái vấn đề xã hội. Cái vấn đề thứ nhất là chúng ta sẽ thiếu cái lực lượng lao động. Khi mà người trẻ, những người trong độ tuổi lao động thì càng ngày càng tỷ lệ càng càng ít đi ở trong dân số, trong khi là cái tỷ lệ người cao tuổi lại tăng lên. Thế chúng ta vừa phải đối mặt với một cái thực tế là cái lực lượng lao động càng ngày càng bị nhỏ lại, trong khi cái số người phụ thuộc thì càng ngày càng tăng. Trong một cái đất nước mà cái tỷ lệ người cao tuổi rất là cao và cái tỷ lệ mà người lao động rất là thấp, thì chúng ta thừa hiểu là cái gánh nặng về về phúc lợi, về an sinh xã hội nó sẽ ghê gớm đến như thế nào đối với cái đất nước đó. Cái tương lai thì có thể nói là đáng đáng quan ngại, đúng không ạ? Chúng ta nhìn sang Nhật Bản thì chúng ta thấy là hiện nay là cái tỷ lệ người cao tuổi của Nhật Bản là đến 30, hơn 30%, và cái mức sinh với một cái mức sinh của toàn quốc là chỉ có hơn 1,3 thôi. Thì Nhật Bản đang đang đứng trước một cái tương lai mà có thể nói là không lấy gì làm tươi sáng về cái vấn đề dân số, về cái vấn đề phát triển xã hội. Tôi nghĩ là những cái bài học của những nước như Nhật Bản và một số nước khác thì cũng cũng là những cái điều mà chúng ta cần phải phải suy nghĩ để có thể thay đổi những cái chính sách, thay đổi những cái chiến lược để chúng ta có thể không phải đối mặt với một cái tương lai như vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng là đấy không phải là cái điều dễ dàng. Vậy để khuyến khích tỷ suất sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền có những giải pháp như thế nào ạ? Vâng, hiện nay thì cái dự thảo luật dân số thì có đưa ra một vài cái giải pháp, chẳng hạn như là thưởng một tháng lương cho người sinh con thứ nhất, rồi là thưởng 2 tháng lương cho người sinh con thứ hai ở 21 tỉnh thành phố mà có cái mức sinh thấp. Tôi thì cho rằng là cái mức khuyến khích như vậy nó quá nhỏ so với tất cả những cái chi phí, những cái gánh nặng mà một cặp vợ chồng sẽ phải đối mặt khi sinh ra một đứa con. Chi phí cho một đứa con bây giờ nó là một gánh nặng rất là lớn đối với những cặp vợ chồng, mà nhất là nếu mà chúng ta hình dung một cặp vợ chồng là công nhân sống ở thành phố Hồ Chí Minh hay là sống ở Đồng Nai, sống ở Bình Dương, thì hai vợ chồng đi làm nuôi một đứa con cũng rất là chật vật, chưa nói đến là 2 đứa con. Đấy là tôi nói về góc độ kinh tế. Thế còn góc độ về tâm lý, về tình cảm, về giáo dục, đảm bảo cho đứa con một cái tương lai tốt là rất là khó, rất là khó khăn. Cái việc như tôi nói là trường học, thế rồi là những cái dịch vụ khác, vui chơi, giải trí để cho một đứa trẻ nó có thể phát triển một cách toàn diện, không hề dễ dàng một chút nào cả. Tôi nghĩ đấy chính là những cái cân nhắc của các cặp vợ chồng khi họ có quyết định sinh con hay không. Những cái dịch vụ xã hội cần phải được cải thiện rất nhiều, chính sách xã hội cần phải được cải thiện rất nhiều để giúp cho các cặp vợ chồng đưa ra những cái quyết định, đưa ra những cái quyết định nó gọi là tích cực hơn. Chứ còn với một cái mức khuyến khích như vậy thì tôi cho rằng là quá thấp. Ở nhiều nước họ cũng đưa ra cái mức khuyến khích rất là cao, chẳng hạn như là Nhật Bản, như là Đức. Tôi biết là họ có cái phụ cấp cho một đứa trẻ hàng tháng, mỗi tháng là hơn 1.000 đô la, hay là như ở Đức là đâu khoảng 1.500 euro một tháng cho đến khi đứa trẻ đấy là 18 tuổi. Vâng, nếu tôi nhớ không nhầm. Nhưng mà người ta vẫn cứ không muốn sinh, tại vì cái mức phụ cấp nó là một vấn đề thôi, còn còn
cả cái công chăm sóc nữa, cái tình cảm, cái thời gian, cái năng lượng dành ra để nuôi nấng, chăm sóc một đứa trẻ, giáo dục một đứa trẻ, nó là vô giá, không thể quy ra bằng tiền được. Thế mà nhìn trong cái mối quan hệ giới ở ở xã hội của chúng ta thì thấy rằng là tất cả cái gánh nặng đó về mặt tâm trí, về mặt tình cảm, về mặt sức lực, về mặt thời gian thì hầu như là dồn trên vai người mẹ, dồn lên vai người phụ nữ. Đấy, cả cái bài toán về về cái mối quan hệ giới cho đến cái bài toán về những cái dịch vụ xã hội, những chính sách xã hội thì chúng ta chưa giải được. Mà tôi nghĩ là chừng nào chúng ta chưa giải những bài toán đấy thì cái câu chuyện về mức sinh cũng vẫn là một cái lời thách đố đối với chúng ta. Thưa bà, có một số ý kiến cho rằng chạy máu chất xám, chạy máu lao động qua thực trạng du học sinh không về nước như hiện nay, thì theo bà, việc khuyến khích sinh thêm con liệu có cải thiện được tình trạng già hóa dân số và cả chất lượng dân số, nhất là ở các thành phố lớn ở Việt Nam không ạ? Tôi nghĩ là tất cả mọi các cái chính sách xã hội thì nó phải đồng bộ, nó phải đồng bộ. À, cái lý do mà tôi nghĩ là một trong những lý do mà các cặp vợ chồng ngần ngại trong cái việc sinh con thì nó cũng liên quan đến cái chất lượng giáo dục của chúng ta nữa. Bây giờ người ta nói đến câu chuyện tị nạn giáo dục, đúng không ạ? Chảy máu chất xám này, tị nạn giáo dục rồi chảy máu cả tiền bạc nữa, khi mà mỗi năm có tôi nghĩ là hàng nhiều triệu đô la, nếu không nói hàng tỷ đô la đi theo những đứa trẻ Việt Nam đi ra nước ngoài để tìm học vấn, thì cái chất lượng giáo dục của chúng ta là cả là một cái câu chuyện. Và những cái gia đình mà có điều kiện thì mới có thể gửi con lên nước ngoài, thế còn những gia đình mà không có điều kiện thì đương nhiên là người ta cũng không thể gửi con lên nước ngoài, và người ta nghĩ đến cái chất lượng giáo dục mà rất là có vấn đề của Việt Nam thì chắc chắn là người ta sẽ ngần ngại là sinh ra một đứa trẻ rồi để cho nó phải chật vật theo đuổi cái học vấn mà rất là cái chất lượng còn chưa được đảm bảo như ở Việt Nam. Đấy, thì tất cả những cái thứ đấy thì nó liên quan đến nhau. Và cái câu chuyện là đi vào trường mầm non đã khó rồi, còn đi vào một cái trường học có một cái chất lượng đảm bảo khi mà nó vào tiểu học rồi là trung học cơ sở rồi trung học phổ thông cho đến đại học, thì chỉ có những người rất có khả năng thì mới có thể lựa chọn những trường tốt cho con mình ngay ở cái đất nước này. Thế thì tôi nghĩ là những cái vấn đề đấy nó giải thích cho chúng ta tại sao cái mức sinh nó lại thấp như vậy. Nó là cộng hưởng của rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau. Dạ vâng, thì Còn cái câu chuyện là già hóa dân số thì đấy, tất cả cái câu chuyện của chúng ta nó liên quan, mà như tôi nói là nếu mà mức sinh thấp thì sẽ dẫn đến là cái tỷ lệ người người cao tuổi nó sẽ càng tăng lên, và những cái bài toán về 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 an sinh xã hội nó sẽ đặt ra càng ngày càng lớn, chúng ta sẽ đối diện với rất nhiều những cái thách thức sau này. Cứ nhìn sang Trung Quốc, chúng ta thấy trước đây là chính phủ Trung Quốc là thực hiện cái chính sách một con trong rất là nhiều năm, và đến bây giờ chính phủ Trung Quốc đã thay đổi cái chính sách đấy, khuyến khích các gia đình sinh con. Bây giờ người ta cũng không, mặc dù được khuyến khích, người ta cũng không sinh nữa, và mức sinh của Trung Quốc hiện nay là 1,7. Vâng, và một cái đất nước 1 tỷ dân và cái mức sinh hơn 1 tỷ dân mà mức sinh 1,7 thì mặc dù là đông dân như thế nhưng họ vẫn rất là lo ngại. Vì sao? Hơn 1 tỷ tư dân mà nếu mà cái tỷ lệ người cao tuổi mà 30% hoặc hơn 30% trong tương lai thì quả là một cái gánh nặng khổng lồ. Vâng, cái câu chuyện mức sinh giảm nó đang là cái vấn đề của thế giới. Hiện nay là trên toàn thế giới, trong số 189 quốc gia là có 72 nước là cái mức sinh ở dưới 2. Vâng, từ 1,9 trở xuống. Thế và chỉ có hơn 20 quốc gia là cái mức sinh thay thế, trong đó có Việt Nam. Và có khoảng độ 90 nước thì là cái mức sinh vẫn còn từ 4 trở lên. Nhưng mà lại đấy là tập trung vào những cái nước rất là nghèo, tập trung chủ yếu là ở châu Phi.
Thế còn rất là trớ trêu là ở những cái nước mà phát triển, những nước giàu có thì là những nước mà có mức sinh thấp. Đấy, không phải kinh tế là một phần, nhưng mà kinh tế không phải là cái yếu tố quan trọng nhất để quyết định cái việc là người ta có muốn sinh con hay không. Như lúc nãy tôi đã trao đổi là ở đây là cái câu chuyện là chính sách xã hội tạo điều kiện để cho người dân cảm thấy là một đứa trẻ nó ra đời thì nó được hưởng những cái điều kiện tốt về học vấn, về văn hóa, về tất cả các cái dịch vụ xã hội khác, lớn lên trong một cái xã hội lành mạnh, một cái xã hội mà cái môi trường nó không bị ô nhiễm, nó được đảm bảo, vân vân, và được an toàn, an ninh được đảm bảo. Đấy là những cái lý do mà rất nhiều người người ta nghĩ rằng là bây giờ kể cả có tiền nhưng mà sinh con ra trong một cái môi trường như thế thì người ta cũng rất là ngần ngại. Xin cảm ơn tiến sĩ Khuất Thu Hồng. Kính thưa quý vị, tỷ lệ sinh thấp hiện không chỉ là một bài toán rất khó giải ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Việt Nam mà kể cả nhiều nước trên thế giới. Để thích ứng với mức sinh thấp và cải thiện vấn đề này, cần có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhiều bên liên quan. Đặc biệt, cần phải xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân, cũng như sự hỗ trợ của toàn xã hội trong việc chăm sóc con cái của các cặp vợ chồng. Thời lượng của chuyên mục Nhận định đến đây đã kết thúc. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với chuyên mục Sống vui khỏe.